Trước khi giới thiệu những đôi giày hay ho của ngày hôm nay thì đây là những đôi giày rất đẹp đã có trong video của tập trước. Bác nào chưa xem thì vào kênh em để xem nhé. Và chào mừng các bác đến với High Run Love, hàng hiệu lướt chính hãng giá tốt. Hôm nay em giới thiệu đến các bác một loạt những đôi giày LV với Gucci. Về LV với Gucci, cho những bác nào chưa biết thì đây là hai hãng giày mà giày người ta chỉ có làm tại Italy thôi nha các bác. Thì giày Gucci và LV là chỉ sản xuất tại Italy, có nhà máy riêng. Nói đến Italy thì hiện tại là ở Euro thì Italy đã về nước rồi, đã chán quá, đã kém quá nên là đã phải xách vali về nước rồi. Còn giày của Italy thì em đang sẵn đây, trên tay em là đôi Monte Carlo season rất mới, mẫu mới ra của nhà LV. Con này size 40 rưỡi 41, 40 rưỡi 41. Bác nào trước đây em có bán một con này rồi nhưng mà size bé, con này thì size lớn hơn chút. Thì này là đặc trưng là cái vân hoa bốn cánh được dập ở trên phần da, ở trên phần mu giày, và da đấy rất bền nha các bác, da đấy rất bền, rất khó nhăn gãy luôn. Thì đôi này là hàng new full box nhưng mà giá tốt. Nếu bác mua ở store của hãng thì con này là 23 triệu, là chưa bao gồm thuế phí. Còn như các bác xem ở trên góc trái màn hình thì em đang bán giá cực tốt. Đó, và đôi Gucci này tiếp theo cũng là Gucci với họa tiết hai chữ G lồng vào nhau. Này thì cũng là hàng new nhá các bác. Này hàng new, em có size 40 và size 41. Gucci da B, mẫu khá là đơn giản, này cũng là mẫu mới. Giá mềm. Chơi những dòng mẫu mới giá mềm này dễ mang. Chúng ta mang được với nhiều cái trang phục khác nhau, rồi đế âm đi dễ chịu. Đó, đặc trưng của dòng này là đinh vuông, đinh cao su chất lượng cao vuông. Các bác mà thích sự đơn giản thì con Gucci này là một lựa chọn có thể cân nhắc. Trải nghiệm mang thì rất là dễ chịu, không khiến chúng ta bị đau chân, bị cấn hay gì cả. Đây là những đôi rất là thoải mái, hướng về cái người dùng mà dùng nhiều, độ bền tốt. Các bác hoàn toàn có thể có một đôi như này và sử dụng hàng ngày, rất là ok. Thì tiếp theo chúng ta có một mẫu sneaker, con này là hàng lướt nha các bác. Sneaker rất là đẹp. Mẫu giày thể thao của Louis Vuitton. Các bác thường thích đi phong cách thể thao thì có thể tham khảo qua con này. Này size bé, bác nào chân tầm 39 mới vừa thôi, mấy bác size lớn là không có vừa được. Nó có hai màu đặc trưng là màu trắng và màu xám lông chuột. Em hay gọi màu này là gọi màu xám lông chuột. Riêng dòng sneaker của LV mang cực êm. Đấy là mẫu đơn giản, cũng không có quá nhiều cái đặc biệt. Này là hàng như trưng bày luôn, rất là đẹp. Thể thao thì chúng ta có thể đi bộ này, rồi đi những lúc mà chúng ta không có mặc đồ Tây, đồ Âu chỉnh chu thì thể thao, giày thể thao là một lựa chọn để chúng ta mặc với quần short hoặc là jean hoặc là thậm chí cả quần Tây nữa cũng rất là ok các nhé. Còn bác nào thích hoặc là bác nào mà chưa có những sản phẩm để đóng thùng, những sản phẩm để đi họp, đi hành, đi làm thì hãy cân nhắc đôi LV này. Này size 42, da B, loafer, gọi là mountain loafer với khóa màu đen. Rất là đẹp. Cái mẫu da B này nó bền lắm. Da B sần này bền lắm. Bác nào thích da trơn thì lát nữa sẽ có đôi da trơn luôn. Da sần này thì nó sẽ bền và nó hạn chế được các nếp nhăn. Hàng này mới tinh nên là đế nó còn là đế da, nó chưa dán. Mua về thì đang nên dán hoặc là báo với em luôn để ta làm cái đế cho nó đẹp, cho nó nét, mang vào cho nó sướng. Riêng mẫu LV mông tên này rất là huyền thoại rồi. Chắc là ai cũng đã từng thấy một đôi giày, từng thấy các cụ, các sếp mà mang một đôi giày như này. Nó đơn giản thôi, nó là kiểu thiết kế nổi tiếng của LV.
cầm rất là sướng. Những đôi giày như này các bác bảo quản dễ luôn. Bẩn thì chúng ta lau nhẹ bằng khăn ẩm hoặc là khăn ướt lau giày chuyên dụng, sau đó chúng ta sẽ dưỡng cho nó là da nó sẽ rất bền. Đi về thì chúng ta bỏ cái form giày nhựa vào trong. Ngon lành luôn nha các bác. Còn đây là da trơn màu nâu. Rất là đẹp. Một đôi giày, những đôi giày như này được làm thủ công, rất nhiều các công đoạn được làm thủ công, và các bác cầm lên tay rất là sướng, đi với chân còn sướng hơn nữa. Được làm ở cái nôi giày tây của thế giới là Italy, hay là còn rộng hơn là châu Âu. Kỹ thuật rồi nguyên vật liệu, khả năng hoàn thiện của người ta rất là tốt. Bác nào mà chân con này là cũng 42 thì lựa chọn màu nâu sẽ giúp chúng ta thay đổi, rồi móng một chút patina ở phần mũi, rồi điểm nhấn là cái khóa nó có chút ánh vàng khá là đẹp. Phần viền giày da tay ga, điều đó sẽ giúp cho cái phần viền đó nó bền hơn. Đương nhiên là hàng này mới tinh. Con này 41 nha các bác. Nhầm. Này 41 mới tinh. Cực đẹp luôn. Các bác phải có những con như này. Bác nào mà chưa có mông tinh thì cần phải có những con như này trong tủ giày. Không cần nhiều, chúng ta có một đôi Monte Carlo, một đôi Hockenheim, một đôi mông tinh, rồi một đôi Gucci Mocha là đủ bộ, là chúng ta sơ sơ thế thôi, là tủ giày là chúng ta có thể đi full tuần rồi. Hôm họp thì chúng ta đi mang tên Loafer, hàng ngày thì chúng ta đi Gucci Mocha hoặc là Hockenheim hoặc là Monte Carlo. Hôm nào mà đi chơi chơi thì chúng ta cũng là xoay tua Gucci Monte Carlo, rồi LV Monte Carlo, rồi Gucci Mocha, Hockenheim các kiểu, và những đôi giày đế bệt là sẽ đi nhiều. Còn hôm lịch sự thì ta sẽ đi giày loafer. Đó, những đôi màu này là đây, bác chuyên đi chơi là phải có màu này. Chúng ta không mặc đồ quá là trải chuốt thì chúng ta mang những đôi giày có màu sắc thoải mái hơn tí. Ngoài màu đen và màu nâu, chúng ta có màu xanh này, rất là đẹp. Chúng ta mang với đồ đen hoặc đồ jean hoặc là đồ kaki đều ok. Hockenheim thì đặc trưng là nó khá ôm chân. Đôi này thì hàng mới tinh, rất là đẹp, size 42 bác. Size 42 mà bác nào chân 41 rưỡi, 42 đều mang được. Hockenheim thì nó ôm chân. Mũ rất mới và rất đẹp. Cầm những cái giày lên rất là sướng. Bác nào chân bé thì xem con này nhá, 39 rưỡi 40. Màu nâu 39 rưỡi 40 màu nâu. Phần viền giày da epi. Rất nhiều màu cho các bác lựa chọn. Hàng con này thì là cũng là hàng mới tinh. Hàng của em thì sẽ có hai kiểu, ba kiểu, một là hàng mới, hai là hàng lướt. Đó. Và ba là hàng hơi lướt, tức là hàng hơi cũ một tí, chứ 100% là hàng chính hãng nha các bác, bảo hành trọn đời luôn. Cảm ơn các bác, chúc bác thật nhiều sức khỏe.